Này thiện hiện, như thế là nương vào thế tục mà nói chẳng y cứ vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong bản tánh không, không có thể đắc sở đắc, đắc xứ đắc thời, tất cả chẳng phải có. Này thiện hiện, đó gọi là thật tế, bản tánh không lý. Các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích các hữu tình nên nương vào thật tế bản tánh không lý này. Khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nắm bắt hữu tình, lại cũng chẳng nắm bắt sự an lập của hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp lìa hữu tình. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do sức phương tiện thiện xảo này, thấy các hữu tình thân tâm giải đãi, thối mất tinh tấn, phương tiện khuyên bảo dẫn dắt khiến họ phát khởi thân tâm tinh tấn, tu các thiện pháp, nói thế này. Thiện nam tử, trong bản tánh không, không có pháp giải đãi, không có người giải đãi, không có chỗ giải đãi, không có lúc giải đãi, không do việc này mà phát sanh giải đãi, tất cả pháp ấy đều bản tánh không, chẳng vượt không lý. Các người nên phát tinh tấn thân tâm, bỏ các giải đãi, siêng tu thiện pháp, đó là bố thí ba la mật đa, hoặc tu tịnh giới ba la mật đa, hoặc tu an nhẫn ba la mật đa, hoặc tu tinh tấn ba la mật đa, hoặc tu tịnh lự ba la mật đa, hoặc tu bát nhã ba la mật đa, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, hoặc an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc tu bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu tất cả Phật pháp khác, chớ sanh giải đãi, nếu sanh giải đãi thì chịu khổ vô cùng. Này các thiện nam tử, tất cả pháp ấy bản tánh đều không, không có các chướng ngại. Các ngươi nên quán lý bản tánh không, trong cái không chướng ngại, không có việc giải đãi, không có người giải đãi, xứ thời duyên của việc này cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, như thế, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo an lập hữu tình, khiến an trụ lý bản tánh không của các pháp, tuy khiến an trụ nhưng không có hai tưởng. Vì sao? Vì lý bản tánh không, không hai, không hai phần, chẳng phải đối với pháp không hai có thể khởi hai tưởng. Hết quyển thứ 386.